Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe mang thương hiệu Ý. Một chiếc xe đua mang thương hiệu Ý Java. Vâng, một chiếc xe đua có mayơ cối nổ, các bác thể nghe thấy tiếng cối nổ của nó đây. Vâng, và bây giờ em sẽ đi vào đánh giá tổng thể chi tiết xe. Vâng, và đây là ngoại hình. Chiếc xe rất là mới. Em đánh giá chiếc xe này trên 90 đến 95%. Nước sơn rất là mới, bóng. Đây các bác có thể thấy. Rất ít vết xước. Em sẽ lướt nhẹ qua tổng thể xe đây. Đây cờ nước Ý, có thể thấy trên khung xe. Và đây càng xe những phân carbon. Xe càng carbon. Vâng, và xe có size là 48. Phù hợp các bác từ 1m6 đến 1m7. 1m72 bon chen được các bác nhé. Và đây là Aluminium Pro. Vâng, cao cấp, một khung nhôm siêu nhẹ cao cấp các bạn. Những chiếc xe của Ý mới có những chiếc tem như này. Đây các bạn có thể đây, thấy đây là cái tem của Rad Bay. Cọc yên khá là đặc biệt, không như những cọc yên những xe bình thường khác, hình tam giác đây. Đều nguyên bản theo xe. Yên thì còn rất là mới. Xe được trang bị cặp phanh 3 mảnh. Đùi đĩa hai tầng trục rỗng, may ở cối nổ, quay rất là bon. Đây những cái tem của xe. Chiếc xe này không một vết xước nào các bạn, rất là mới. Xe sử dụng bộ tay lắc Sora. Bên này bên clip điện đĩa đây, Shimano Sora. Vâng, xe máy rất là kêu. Mà từ hè đã hết rồi. Vâng, mà xe sử dụng bộ số hình 9 lít 2 đĩa cho xe 18 tốc độ, phủ đề Sora, đùi đĩa trục rỗng. Vâng, mà bây giờ sẽ test chuyển động các bác xem. Vâng, và bây giờ là lên lip. Chuyển động rất là tốt. Để các bác có thể thấy đây. Xuống lip. Okay. Xuống đĩa. Lên đĩa. Vâng, chuyển động rất là tốt và trơn tru đây. Kiến trúc xe cao cấp thì bộ khung nó thường là liền theo bánh xe, các bác này nhìn đây, rất là đẹp.
rất là tỉ mỉ. Vâng, và hiện tại chiếc Java thương hiệu Ý này đang được bán tại cửa hàng Kiên Xe Đạp với mức giá là 9 triệu, miễn phí ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Và nếu các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975709913 để được tư vấn và xem những hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe này. Xin chào, cảm ơn các bác đã theo dõi video. Ngoài ra bên em còn bán những đồng hồ về Nhật, Nga và Thụy Sĩ. Các bác hãy lên YouTube và tìm kênh Kiên Đồ Cũ để xem những mẫu đồng hồ bên em. Xin chào các bác đã theo dõi video.